Đây nè, tôi nói với Thành Hậu nghe nha. Đây là tôi nói gom hết trơn. Tất cả các YouTube hết, tôi cũng thường xuyên nói đây. Tôi không có nói chuyện của ai. Nhưng mà tại sao mà lên tôi cho Thành Hậu quay với Hoặc nói chuyện, còn những cái kia tôi không cho là Thành Hậu biết gì đó. Tôi nhìn theo người biết. Nói với Thành Hậu nói một cái nè, một khi mình nói ngay không tu thì thôi, tu thì ngay cái đó mình phải tu đến nơi đến chốn. Đừng có tu mà cái kiểu mà chưa đến nơi đến chốn, có nghĩa là không có rõ ràng thì ngay chỗ đó một cuộc đời này là mình khổ lắm, buông ra là khổ lắm. Nhưng mà cái nhân viên tôi lỡ là tôi gặp là nói chung là cũng nhiều người gặp ở đây là tôi chia sẻ vậy là biết. Nam mô Đạo Phật. Kính thưa quý vị, và hôm nay thì Thành Hậu bất ngờ được địa phương cho hay là nơi khu vực vùng bảy núi này có một cái cốc của vị sư, và vị sư này đặc biệt rất là lạ là rau, về vấn đề rau ăn đó, tức là những cái rau rất là rạc đặc biệt cũng như là những loại rau mọc đầy cốc của nhà sư, để sư dùng rau thiên nhiên và để cuộc sống. Đây là phải nói một cái chuyện cũng thường thường ở âm trại khác là cỏ nó mọc không à, nhưng mà cái khu vực này thì toàn bộ là rau quý vị, rau thiên nhiên nó mọc là sư bẻ rau đó để mà dùng thôi. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Mời quý vị mình sẽ cùng với Thành Hậu sẽ đi vào bên trong để tham khảo qua cái về vấn đề này ha. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Đó, giờ biết sư cắt tiền đi, để không thôi vậy kìa. Đi đẩy đi. Đây là rau thiên nhiên nè quý vị. Đây là rau thiên nhiên nè, tức là tự nó mọc lên gì hả sư? Nó mọc lên ăn không có trồng. Tự mọc lên xung quanh nè quý vị. Thiên nhiên rau này, cái lỗ rau này nè, cái lỗ rau này nè, nó cọc chai, nó cũng thiên nhiên nè, và cải đất này tự nhiên nó thiên nhiên nè, là tôi để là để mọc. Cái này là cải đất ha, loại này mình ăn nó có tốt cho cơ thể gì không? Tốt, cái này chưa bằng cải trời. Cải trời vậy hả? Cái này đây nè, thiên nhiên thông đây nè, rồi cái này nè. Cái này tự cái này sao tự nhiên nó mọc lên nè, cái bằng cái lá gì nè. Cái này chưa bằng cái thuốc dồi cũng nhắc lên nè, tự cái này nó thiên nhiên mọc lên nữa nè, hái ăn nữa nè. Cái này kêu bằng cái gì? Cắt lòi nè, ăn nữa nè. Cái này mà xèo đó quý sĩ. Ủa rồi mình ăn chín luôn. Ăn sống cũng được, luộc cũng được, không phải ăn sống cũng được. Rồi mấy cái này là tôi rửa sạch cũng ăn luôn, tại tôi ăn thiên nhiên cái thù lù chỉ thuốc nè. Rồi đái lá nè. Không có rửa rồi nấu canh này để muối vô ăn, càng ăn càng ngày càng tốt. Vậy hả? Giờ sống tôi sống là thiên nhiên rồi. Rồi. Sống thiên nhiên sau này là cho dù có nguyên tử nữa sư không sao đâu không? Tại vì là nó thiên nhiên là quá. Dạ. Bên trong ha. Có cái nhà sư. Đây này vô giờ mà tôi ăn con này nè, tôi chỉ cho coi. Dưỡng sinh nè. Trà sen nè. Trà ba năm nè, thúi này nè. Cái này sắn dây nè, cái này của ông Tệ Hải nè, cái này muối mè nè. Cái này nước tương tamari nè, cái này một chai 200.000, còn cái này một hũ 270.000. Quá sức. Còn cái này là ngũ quả đó là 20 kg mà nó nấu sắc lại còn nhiêu, một hũ 200.000 nè mà ăn. Ngũ quả là gì? Ngũ quả là tức hết trơn tất cả mắt các loại rau củ thiên nhiên đó, rồi nó nấu rồi nó nấu mấy tháng rồi nó mới sắc lại được gì nè, mấy chục ký mà nấu còn có lắm. Có gì đó cho để mình nêm vô ha, mình để chỉ là mình ăn với gạo lứt thôi. Gạo lứt này nè, 70.000 ký nè. Vậy đó ha. Dạ, mà một chén này là ăn một bịch này ăn có một tháng mấy lần, lâu lắm. Vậy hả? Nè, rồi công biển rồi nữa nè, thiên nhiên vậy ha. Thiên nhiên vậy, đặc biệt quá. Không, mà lạ nhất là rau cải tự nhiên mọc đầy vườn hết trơn để cho sư nè, giờ quá khứ sức rau khổ quả gì đâu nhóc hết trơn. Mọc cái nè, thấy không? Mọc đầy hết trơn luôn ha. Rồi vậy lên trên. Dạ, mời quý vị mình sẽ lên chánh điện của sư ha. Sư về đây lâu chưa sư? Chưa được cũng gần năm à. Vậy hả? Dạ. Lên đó đi, về vô trong phòng cái coi nữa cái ở đây thì chánh điện chánh điện đó. Vậy đây hả?
A Di Đà Phật. Chánh điện siêu trang nghiêm quá. Quá sức ha. Dạ, nó ngồi bằng đồng được không đó thấy không? Ồ, bằng đồng luôn hả sư? Cái này bằng đồng không hết trơn toàn bộ nè. Ừ, hết sức ha. Nè, này đồng nữa nè. Đồng luôn hả sư? Quá khứ rồi. Nè, đi vô đây coi sao, coi cái chánh điện đây cỡ nào, trong này cũng đồng nữa nè. Xây đi đàng hoàng ha. Dạ, đi đàng hoàng á Đức. Dạ, chú nắm tay con. Vô đây nè. Mở cửa rồi chưa sư? Cửa có cửa hồng nè, đó. Ồ, dữ vậy. Đó, thấy không? Đó. Ồ, tượng đẹp quá. Chuyên tu ha, bởi vì trong này là để cho tu mặc chú đồ này kia được chị chú á, có. Dạ. Dạ, quá khứ trang nghiêm ha. Nè, thấy không? Hình cũng sư gì mấy vị á. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi quá trong này quá ấm áp, bây giờ thấy sao im không nha. Quá chú. Im rồi, quá im rồi. Biết thằng nào thành hậu được cái phòng ấm áp gì đây. Rồi. Nè, cái này cái bia không? Nè, cái này là ở ngoài nè, cái này là trầm hương ngon nguyên ấy nè, tối cái mình đốt ở đây mà mình ấy cho đó. Đốt bằng cái gì? Cái đó. Để vô đó hả? Trong cái lò đó rồi đó rồi là xông ra nữa nè. Để cái trượt, đẩy chất trượt ra đó. Ồ, quá sức ha. Kỹ lưỡng lắm. Sư kỹ quá, bởi vì sư ăn uống rồi. Rồi. Rồi đi ra vòng ngoài sau này nè, bốn vòng này nè. Đây hả? Ờ, chung quanh luôn ha. Ồ, sư cất đặng mình đi kinh hành rồi hả sư? Vậy đó hả? Ờ, quá êm rồi. Nè, ngoài sau này nước tắm nè, hình hậu nó. Dạ. Sau này nước cắm ha. Đây, nước cắm trên này đây. Cắm sao, đó. Ồ, cảnh quá nó đẹp. Nó phức rồi, không có thấy cái cây. Dạ, cảnh quá đẹp ha, tại mây. Thay một vòng nữa nè, tối cái dạ. Kinh hành vòng vòng ha sư. Để nữa có duyên á, tôi sẽ chỉ thành hậu là rõ ràng nhận được cái chỗ đó là thành hậu giải thoát trong hiện thực luôn. Thì dạ, dạ. Rồi ở đây mình xài nước nồi đồ sao sư? Nước thì mưa đó sư. Hứng mưa nước mưa ha. Chứ trên suối mình không có hả sư? Ồ, cảnh thì đẹp quá nè. Giờ mình thấy cảnh cái này là nút dài. Nút dài văn liên đó. Dài văn liên. Dạ. Quá. Rồi của cải sư là cái như Nam Mô Đà Phật. Kính thưa sư Bảo, kính thưa toàn thể quý vị. Thì hôm nay được cái cơ duyên trở về nơi khu vực núi Cấm này. Được gặp sư Bảo, thì thành hậu đã biết sư Bảo cũng nhiều năm. Thì hôm nay nhờ sư Bảo chia sẻ về vấn đề cái cuộc sống trong hiện tại và mà sư cảm nhận như thế nào về cái cuộc đời này nó đầy dẫy sự đau khổ, mà chúng ta phải làm sao, cũng như là có một pháp môn nào hay hoặc là một phương pháp nào đó sư nhắn gửi đến quý vị để cố gắng tu hành đó sư, để giác ngộ ha. Và Nam Mô Đà Phật, nhờ sư hoan hỷ chia sẻ. Và Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thành hậu, hôm nay cũng có được cái duyên lành được gặp thành hậu trong cái thời gian cũng là mấy năm rồi. Thì nhờ cái duyên này mà thành hậu bắt những nhịp cầu giao cảm đến với cái chỗ là cái chú này giúp đỡ trên cái phương diện tạo cái những điều kiện. Cho nên quý sư quý thầy cảm thấy trong cái thời gian qua ẩn tu không có còn giao tiếp với Phật tử nữa, cho nên nó không có những cái điều kiện vật chất để giúp cho đồng đạo thưởng. Cho nên từ chỗ đó nhờ những cái duyên của thành hậu đến để bắt những nhịp cầu giao cảm giúp cho chú thưởng có được những cái nơi che mưa kính nắng như vậy, thì phối hợp lại giữa là thành hậu thầy thì giúp nơi chỗ đất để ở cho mãn cuối đời để tu tập, thành hậu thì có những cái duyên lành để mà trợ giúp để cắt những cái phần nhà như trên, thì ở đây xin hết sức là cảm tạ và tri ơn tất cả những mạnh thường quân và Phật tử đã ủng hộ được như vậy. Tôi rất là tha thiết và kính cầu mong mười phương chư Phật phóng ánh từ quang gia để mà hộ trợ, để mà phát bồ đề tâm kiên cố cho tất cả những Phật tử thân khỏe tâm an và được thành tựu trên cái con đường làm ăn được tinh tấn để tiếp tục để mà giúp ích cho xã hội, cho những người đang khó khăn.
Thì hôm nay chú có đôi điều để mà chia sẻ về phần mà Thành Hậu vừa nêu lên. Thật ra thì tôi có theo riêng tôi là trong cái thời gian qua, sở dĩ mình tu tập là mình thấy cái cuộc đời nó rất là ngắn ngủi đối với cái con người. Mà Đức Thầy có nói là bệnh với tử từ kim chí cổ, sanh với già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở Lậu Đài niệm tứ khổ nên ngài thành đạo. Cho nên từ cái chỗ đó con người mình có thân ở đây, tức là có khổ, mình phải nhận rằng sự khổ này là do nơi từ đâu mà mình có. Con người mình tự nhiên ngay chỗ đó mình lên đây, tại sao mà mỗi người ai cũng có một cái người, ai cũng có cái thân này, nhưng mà có kẻ khổ ít, kẻ khổ nhiều, có người thì sướng, có người thì quân bình. Đó là do nơi những cái nhân quả của chúng sanh tự tạo những cái duyên nghiệp thiện và ác mà để chiêu cảm đến những cái quả báo của cái hiện đời của chúng sanh. Xét ra đó thì thấy nó không công bằng. Hôm nay mình biết là ngay chỗ đó cuộc đời nó đã vô thường rồi, thì hôm nay mình đã có sự giác ngộ để mà mình nhận thấy rõ, thì cuộc đời mình có nghĩa là muốn mà trở về với cái an lạc thì mình phải gác bỏ xả tất cả muôn duyên, có nghĩa là mình sống trong đời, sống quay về giữa cuộc đời của Đức Phật hướng dẫn mình, gọi là cái cuộc sống gọi là chi túc thường lạc. Chứ nếu mà trên thế gian này mà mình sống mà mình không có quay về sự giác ngộ thì cái sự ham muốn của con người á, từ hồi vô thủy tới giờ là nó không bao giờ bao nhiêu biết cho đủ, mà chỉ có giác ngộ Phật pháp á, là mới thấy rõ được cái chân lý á, là ngay chỗ đó con người mình mà sở dĩ đau khổ là do nơi lòng tham của mình. Mình thiếu hết cái này, thiếu cái kia, hết cái kia, thiếu cái nọ, cho nên mình sống là do nơi cái lòng tham mình, thì nó không có biết đủ, bao nhiêu nó cũng không biết đủ hết. Nhưng mà mình biết dừng chân lại là ngay chỗ là biết chi túc, chỉ là con người, người nhà tu chỉ là làm sao quay về, có nghĩa là mình sống là một ngày một buổi cơm, có được sự no để bụng, để ngay chỗ đó mình tu tập để mà mình nhận ra được một cái chỗ an lạc của mình. Còn nếu không thì ngay chỗ đó mình không có biết chi túc thì sự ham muốn của mình thì càng ngày nó càng lôi cuốn cho mình đi ra những cái dòng nghiệp khổ. Cho nên từ chỗ đó, nói riêng bản thân tôi đó, thì tại sao là nguyên nhân, lý do là tại sao giờ tôi chia sẻ về phần tôi đã trải nghiệm qua cái sự tu của tôi rồi. Nếu mà thật sự mình có trải nghiệm, nếu mà mình tu mà đúng với đầy đủ công đức phước đức thì ngay chỗ đó thì tự nhiên ngay chỗ đó mọi việc nó có sẵn cho mình này kia. Dù cho mình sống ngay chỗ đó vật chất này kia mà nó không có quan trọng, nhưng mà ngay chỗ mình đủ những cái phước đức nhân duyên thì mình sống trong cái cảnh gao gác khổ khó này kia, mình sống tự nhiên càng an lạc. Mà trong khi đó như vậy, còn nếu mà mình sống mà mình còn cái sự mà thiếu thốn mong cầu này nữa thì mình coi kỹ là cái đó là biết gì không, cái phước mình chưa có. Nếu mà phước mình có đó thì tự nhiên người ta đem lại, nó có hai phần. Tôi thấy gì vậy, tôi không có nhận, tôi trải nghiệm cho nó. Nếu mà tu mà phước mình có thì tự nhiên lỡ người ta đến, người ta tự người ta mà người ta gieo duyên, tự người ta hộ độ mình. Còn nếu mà mình chưa có, mình lên tiếng kêu người ta thì cái đó mình vay mượn. Mà vay mượn cái đó, tại mình không có mình vay mượn đi, nhưng mà vay mượn mình phải tu tập như thế nào để mà ngay chỗ đó mình có những cái công đức phước đức để mình đem phước điền lại cho người ta, thì ngay chỗ đó mình mới có thể là xứng đáng đền ơn với người ta. Còn nếu mà mình vay mượn mà mình không có cái sự tu tập để mà đúng với chánh pháp thì ngay chỗ đó chính là mình nợ người ta. Cho nên từ cái chỗ đó tôi có phát nguyện rằng đó là trong cái thời gian đó là ngay chỗ đó tôi để giao thiên nhiên để mà tôi sống, để mà tu tập có bao nhiêu ăn như tôi nói, đến lúc mà gì thì cái phước tôi nó hết tôi kêu bán một cái nền đất á, tôi ăn hết, tôi bán với từ hết, tôi bán đồ luôn, tại cái đó là mình thiếu phước, mình chấp nhận vậy rồi. Chứ không bao giờ mà nhận, tại vì mình nhận của đằng Na Tính Thí thì ngay cái chỗ đó mình nghĩ là mình tu tập, tại vì phước mình chưa đủ thì ngay chỗ đó mình nhận cũng được, mà mình nhận tức là mình vay mượn. Cho nên cái sự tu của tôi thứ nhất là Thành Hậu biết không, tôi có hai cái nguyên nhân này mà tôi không chịu. Thứ nhất, tại sao mà con người, tại sao là bệnh là một điều kiện đó, tại sao mà bệnh mà mình không được làm chủ cái bệnh của chính mình. Cái thứ hai nữa là tại sao cái con người mình tự nhiên bỗng dưng tự nhiên một ngày nào đó mình bỏ xác mình chết, mà tại sao cái chết đó mình không được biết rõ. Hai cái chỗ đó mà tôi không đồng ý, hai cái chỗ đó, cho nên tôi phát nguyện tôi phải tìm ra hai cái nguyên nhân đó.
Nếu mà tôi tìm không hai nguyên nhân đó được thì tôi xin có nghĩa tôi quần tục để mà tôi ra, để mà tôi sống ở bên ngoài. Chứ nếu mà hai cái đó tìm ra không được thì tôi ở đây ăn cơm đàn na thánh thí hay là thọ dụng đàn na thánh thí thì không khác nào uổng cơm uổng gạo đàn na thánh thí, không xứng đáng đệ tử của Phật. Cho nên từ chỗ đó tôi chi nguyên ra hai chỗ đó thì tôi sẽ hé lộ lên, tôi nói thật là biết là tuy rằng làm chủ chưa trọn vẹn nhưng mà ít ra tôi làm chủ bệnh được 70%. Còn cái chuyện tử của tôi đó thì tôi chưa làm chủ tử được, nhưng mà ít ra tôi cũng làm chủ tử, tôi có thể có tương lai từ từ được cũng 60-70%. Thứ nhất, con người bệnh hoạn là do nơi đâu? Bệnh hoạn là do nơi sự tham dục ăn uống. Ví dụ đi, con người nó có hai thành phần nha thành hậu. Thứ nhất, cái thành phần trước á thì đa số bây giờ á là nói ra thì ngay chỗ đó giữa cái con người nó phối hợp giữa thân và tâm. Bây giờ thành hậu á ngộ được tâm đi, lý được tâm đi, nhưng mà thành hậu phải ngay chỗ đó ngộ qua sự. Ví dụ đi, tâm thành hậu á là đã nhận được những cái tâm của mình, là chính là ngay chỗ cái bổn tâm của Đức Phật nói đó, là cái thể tánh của mình nó vốn dĩ xưa nay đó. Nó rất là thanh tịnh, nhưng mà do nó có một cái là do nó cái chính bản thân mình không có nhận ra, là có nghĩa con người mình bệnh là biết thành hậu biết sao. Rồi, mình ăn uống bất hòa. Ví dụ bây giờ tôi nói thành hậu nghe nè, đường tôi cũng không ăn nè, bột ngọt tôi cũng không ăn nè, tất cả tới bây giờ hạn chế vào dầu ăn, bây giờ 10 thằng giờ tôi còn chỉ có một và tôi tính bỏ luôn. Thì tất cả những mấy cái đó ăn, tới rau củ mà có xịt thuốc tôi cũng không ăn nè. Bây giờ tôi để rau thiên nhiên, cái gì tôi cũng không ăn chứ. Mà trong khi không ăn cái chỗ đó, đó là tức là ngay chỗ đó mình đâu có ăn độc tố, đâu có bệnh. Mà không ăn mấy cái thứ đó như vậy là mình đâu có hao tốn, đâu cần thọ nhận gì ăn nữa. Mà thân mình thì thân mình ăn được miễn cái chỗ đó được. Tôi ăn gạo lứt nữa nè, gạo lứt không á chứ đâu ăn nữa. Thân mình nhiều khi mình ăn được cái chỗ đó thì thân mình khỏe, thì lúc đó là gì? Là tâm mình mới an. Mà nếu mà giá trị mình mà ngộ tâm được đi, nhưng mà thân mình không làm chủ được á, thì nó kẹt thân mới được 50% nha. Người mà nói tôi ngộ tâm tánh cái gì xả ly, nhưng mà cái sự ăn uống mình chưa tự chủ được thì ngay chỗ đó mình dính vô là còn mình ham muốn ha. Còn ham muốn. Cho nên mỗi khi xin miễn là thôi lúc đó, mỗi khi mà tôi muốn dùng cái gì hay ăn cái gì là tôi phải qua sự trí tệ kiểm soát của tôi mới cho nó sử dụng 6 căn này, 6 căn mới hoạt động, mới đưa vào miệng để cho 4 đại mượn, chứ không còn qua sự mà cái bản ngã này ăn nữa. Ví dụ nước đá là gì? Nước đá chính là âm. Mà âm đây là gì? Âm là nó hàn, nó thuộc về khi mình uống vô thì ngay cho đường đó, nó cũng là âm, uống ra lâu ngày nó sẽ tê liệt mạch máu não mình. Bởi vì nhiều khi cái mình ngủ nó giả dự lắm. Cái thứ hai, nước đá mà uống lâu ngày vô nó sẽ bị nhức khớp, đau khớp. Như vậy mình nói mình ngộ tâm rõ tánh này, nhưng mà sự cái ăn này có một chút xíu là tại sao mình không tỏ rõ, mình không làm chủ nó được. Không biết được cái nhỏ này thì làm sao làm cái lớn. Cho nên người phải ngộ tâm và phải là ngộ về cái kiểu làm chủ được bản thân luôn. Hai cái nó phải kết hợp đi đôi. Còn nếu nó ngộ tâm không mà thân bị dính kẹt đến lúc bệnh hoạn, đau ốm kêu niệm Phật cái niệm không được, tôi quá đau tôi quên. Bởi vì từ cái chỗ đa số bây giờ mình tu là mình không thông về lý và sự. Có người thông lý được nhưng mà sự bị kẹt là mới được 50%, mà sự kẹt 50% thì lý có được có 50%. Tại sao mà các vị mà tu lâu năm tới quý sư thầy tôi nè, đến lúc cái chừng bệnh rồi cũng vẫn tê liệt này kia, là tại vì cái sự ăn uống. Ăn uống nó là cái nguồn gốc của sự bệnh hoạn. Mà ngộ khi mà tiết dục ăn được mấy cái chỗ đó rồi thì tự nhiên cái lòng mình không có còn tham, không có còn gì nữa chứ. Mà chính là cái ăn này đó, nói với thành hậu á, bây giờ gì thành hậu giờ khỏi tốn đường, khỏi tốn tất cả trên cái rau củ, khỏi có đi chinh, khỏi cái gì chân, nó cũng khỏe không. Cho nên từ cái chỗ đó bây giờ á, mà muốn chia sẻ với thành hậu. Alo, đang quay phim. Bởi vậy thì ở đây thì tôi muốn chia sẻ nói với Vinh Vinh Thưởng là như gì. Cái tất cả những cái đồng tiền của đàn na tính thí hay là những tất cả gì đó, bởi vì cái mình ở đây mình Đức Thầy ông nói là mình hưởng phước thừa của Phật đó. Thật sự mà nói đó, đàn na tính thí người ta bằng tiền bạc, tất cả từ đồng từ chất gì không biết, người ta rất là cực khổ, mà người ta quý trọng những cái người tu, mà người tu đó là phải tu đúng pháp để đem những cái phước điền lợi ích cho chúng sanh là thứ nhất. Cái thứ hai là cũng đem mình là cái vụ phước, cũng đem phước điền lợi cho đàn na tính thí nữa.
Cho nên từ cái chỗ đó mà khi người ta cúng dường rồi đó, thì chính là ngay cái chỗ đó là người ta tôn kính Phật Pháp, hay là người ta tôn kính tăng các vị tu. Khi mà tu mình nhận rồi thì mình gắng cố gắng để tu tập, để hồi hướng những cái phước báo cho những chúng sanh. Khi mình tạo được cái phước đó, và chúng sanh hưởng cái phước, và chúng sanh có điều kiện phước tăng lên nữa, thì chúng sanh đi làm lợi ích cho chúng sanh khác lên thêm nữa. Cho nên từ cái chỗ đó đó, cho nên ta nói là thập phương nhất lập mễ như đại tu di sơn, thịt liễu bắt tu đạo phi mau đá giác quần á, cái hộp cơm đằng na tính khí nặng như hòn núi tu di vậy. Mà cái người mà nhận rồi mà không biết, mà có nghĩa là chuyển quá đó, đem phước điền là chúng sanh đó, thì người đó sẽ mang lâm đội sừng để mà trả, chứ không phải là chuyện dễ đâu. Còn nói về thành hậu thì chia sẻ luôn như gì, tôi cũng chia sẻ với Phật tử rất là quý mến. Quý Phật tử, người ta tạo nhân duyên phước đức này đó là cái phước của người ta, nhưng mà cái phước này nó là cũng là một điều kiện, nó là chợ nha. Nhưng mà cái chánh nữa, mình phải niệm Phật nữa, cái chánh nữa. Giữa chánh và chợ hai cái nó phải đi đôi, thì ngay chỗ đó là Phật sự, có nghĩa là đi thẳng đến con đường Phật Pháp. Còn nếu mà mình chợ không, chợ phước không, mà mình không có niệm Phật tu tập á, thì tạo cái phước không. Mà nhưng thành hậu nên biết cái người đi sau, tôi nói là nói bằng sự thật, người đi sau á, mà nếu mà mình tu phước không, mà mình thiếu đi cái tu huệ á, thì cái phước mình nó cũng không có giữ được. Mà ít ra mình làm phước, mình có tu huệ thì giữ phước. Như tôi nói thành hậu là tại sao giữ không được, ví dụ đi khi mình làm phước đi mà mình không có tu huệ, tại vì mình không có tu huệ thì cái định mình không có thấy, không có có được. Mà cái định mình không thấy, mình không có rõ được thực tướng của muôn pháp. Cho nên khi người ta nói mình một cái gì, cái mình chạm tự ái. Ví dụ đi thành hậu làm phước, cái tôi nói thành hậu ta thử á, thành hậu làm phước không có phước, cái tự nhiên thành hậu không có tu huệ, thành hậu khởi lên cái nó, ủa tôi làm phước có phước mà sao ông nói gì, cái cự với người ta từ chỗ đó mắc. Còn cái này mình có tu huệ, người ta có nói cái mình cười, mình nói là tại vì cái người đó họ không có hiểu. Họ nói vừa họ nói ra, bắt đầu là họ phát ra là các pháp điều, và do là duyên. Duyên tức là âm thanh lời nói với thân tứ đại phát ra, nó có tiếng, khi nói rồi thì tự nó dứt, đâu có còn nữa đâu. Cho nên người ta nói mình cũng mỉm cười. Đây là một cái pháp quyển, nó không có thật. Thì tự nhiên mình có cái tu đó, cái tự nhiên ngay cái chỗ đó mình không có phiền não. Hay là tự nhiên người ta lỡ người ta nói như mình, người ta có chữ người ta nói gì mình như thế nào, thì cái đó mình mỉm cười, mình cảm ơn người đó là thiện trí thức. Y gan như là mình trồng cây mà mình không tưới nước, người ta tự nhiên ta tưới nước mình, viết từ cây mình có trái, thì người ta càng khảo mình chừng nào, ta nói mình càng ngày càng nhiều chừng nào. Đó là chính cơ hội để mà mình luyện tâm mình mau thành tựu chừng ấy. Ta khảo mình đừng có nghĩ là người ta khảo mình là người ta ghét hại mình, mà đó là một cái cơ hội để mà ta thử mình, cho mình nâng cấp mình lên, mình tiến hóa thêm đó. Mà tại vì mình không biết cái mình sanh ra mình chống cự với người ta. Cho nên cái đường tu này dữ lắm, mình chuyển từ cái ác pháp trở thành thiện pháp, đây là do nơi đâu chuyển, do nơi trí tuệ mình. Cho nên nói với thành hậu, sở dĩ bây giờ hả, tôi nói thiệt với thành hậu, bây giờ ai mà ngưng mà ăn bỏ đường thôi là mất hết 50% về bệnh hoạn. Cái đường á, thành hậu thấy không, luyện xuống dưới đất tiếng hồi nó bu muối thảy xuống dưới đó, không bao giờ bu. Khi mà cái đường này á, lâu ngày nó làm cho mình vô hay mình dễ bị ngủ lắm, rồi ngon ăn ngon cái chất ngọt á, rồi nó làm cho mình thần kinh mình nó tê liệt, mình nằm đâu mình ngủ mà ngủ thức dậy rằng dường như mình không muốn ngồi dậy, nó rất là mệt mỏi như vậy. Nó mệt mỏi do uống đủ thứ hết trơn. Cái cuộc sống giải thoát của mình hằng ngày là cái miếng ăn, mà cái miếng ăn mình không chú trọng rõ được, mình ngộ tâm thì được cái phần đó là lý còn sự nè. Cái hằng ngày cái bữa cơm vô mình ăn mà mình không thấy rõ được cái chỗ đó, là chính là cái ngày đó là mình không có hạnh phúc. Cho nên cái sự là hằng ngày bữa ăn mình là cái hằng ngày hạnh phúc, là cái ngày giải thoát lớn nhất. Hằng ngày đó mình gieo một cái bữa ăn hoàn thiện thì tự nhiên cái nhân, cái thân mình nó hoàn thiện. Cái nhân này tuy rằng là giả, nó là nghiệp, nhưng mà mình ăn cái giả này vô, nhưng mà buộc cái nghiệp mà dính vô cái mình cũng ảnh hưởng tới nó nữa. Chứ đừng nói mà giả mà không có dính gì mà dính vô với nó nữa. Cho nên cái hằng ngày mình ăn là phải ăn rau sạch, phải ăn kỹ lưỡng, là mình nước vô bữa ăn. Nếu mà hằng ngày mình ăn sống với đúng pháp đó là mình đang tu trong trí huệ mình nữa đó. Thân mình tự cái gì, thân mình nó sạch ra là tâm mình nó thông suốt luôn. Mà thân mình nó dơ bị tắc nghẽn thì tâm mình chỉ hiểu thôi, nhưng mà khi mà thân mình nó kẹt, thân nó khi mà nó thắt qua đau thì mình ảnh hưởng theo cái chỗ đau đó mình chịu. Cho nên tôi nói với thành hậu, mà nếu mà thành hậu chịu như vậy đó ha, tôi bảo đảm thành hậu trong vòng 49 ngày, thành hậu với tí bây giờ thành hậu mà ngồi nửa tiếng đồng hồ, tôi không biết ngồi thiền bình thường nửa tiếng hàng tiếng, mà thành hậu mà nghe lời tôi 49 ngày mà chịu như vậy ha, có thể là ngồi từ sáng tới chiều 5 tiếng đồng hồ nó cũng không tê, tự nhiên tay chân không tê,
mà ngay chỗ đó nằm hay nhắm mắt lại như vậy nha, mà tự nhiên ngay chỗ đó nó tỏ rõ định thần, không có chim bao gì, nó an lạc. Nếu mà mấy ăn đúng pháp rồi nó rất là an lạc tự tại, nó không có những cái gì hết. Tại vì giờ mình đang sống ở đây, cái tâm thì nó rỗng ràng, nhưng mà đang sống đây là cái thân nghiệp, mà cái thân nghiệp mình phải là ngay chỗ đó, ngay cái thân nghiệp này mình phải chuyển cho sạch cái thân này, mình phải chuyển ngay cái thân nghiệp này mới được. Tại vì cái thân cái tâm mình nó đang dính với nhau, nó đang dính với nhau. Mà ngay chỗ đó cái tâm mình nó đã thông rồi, mà cái thân mình không có làm chủ được, thì tự nhiên nó khi mà kẹt thân rồi bắt đầu cái tâm mình nó bị ảnh hưởng luôn. Còn nếu mà khi mà tót ra được cái chỗ đó là tự nhiên ngay chỗ đó là mình làm chủ tự tại. Thành Hậu mà ăn cái này mà xuyên suốt trong vòng là 2 năm, nói thiệt với Thành Hậu, uống nước axit không chết, tôi dám bảo đảm. Cái con người mình sợ gì, bởi vì hồi nãy tôi muốn phát huy ra nó, ủa đức thầy hồi xưa mà không phải có thằng Thông Vũ không chết, không phải tại sao mà đức thầy hồi xưa tại mà uống nước axit ra mà tại sao không chết, nguyên nhân gì kìa. Tôi mới nghi kỹ là tại tôi tu bên thiền, tôi nói ví dụ thằng Thông cũng không đúng. Cái tôi mới nghi kỹ là đức thầy biết sao không, là Bồ Tát thị hiện, là có nghĩa là ngài á, thể tánh của ngài là Bồ Tát, nhưng mà ngài đi xuống ở dưới thế gian này để quá độ chúng sanh, cho nên ngài làm chủ cái thân của ngài. Thân của ngài nó sạch, thân nó thông lưu hết trơn rồi, dù ngài uống thuốc độc vô cũng là ngay cái đó nước lã nữa. Thì chính chỗ đó là cái chỗ ta gọi là thằng Thông, chỗ đó nó. Còn quý vị cũng vậy, mà khi quý vị mà sạch thân mà ăn rau củ mà nó sạch hết trơn, làm chủ được bệnh muôn việc hết trơn ha, là nó thông suốt ha. Quý vị có uống cái shit vô và nó tại cái thân mình biết uống cái shit vô biết sao không, nó nhiễm độc là lý do thân mình dơ, uống vô là nó nhiễm độc. Mà thân thì trong sạch như pha lê rồi uống vô y gan như là nước châm gì. Tại sao mà như tôi nói như nè, tại sao bệnh tôi đi ra đường giờ tôi có là đi vô chừng 49 ngày ha, đi ra thôi lỡ gần ngồi kế bên cái người đó là tự nhiên ngay chỗ đó cái thân mình đang sạch, lỡ ngăn rồi đó thì tự nhiên ngay chỗ đó cái người đó cái nghiệp nặng á nó rút vô liền. Tại vì mình là dương mạnh mà cái âm nó rút vô bắt đầu hả, nó nặng muốn thở khó thở, người nào lỡ nặng á trời trời xong lại nó rút vô khó thở thì rồi xong xuôi ngay chỗ đó hồi mình vô mình định ra mình xả ra là hết cái thân mình đó. Nó thông rồi hay là nó hút trượt, nó có thông suốt hết trơn mấy cái điều kia luôn nữa. Cho nên từ cái chỗ đó nói với chú Hậu để nữa chú về, thì cái vụ tôi không biết thì ngay chỗ đó tôi gieo duyên cho chú 5 kg gạo lứt về của ông Tệ Hại. Tại vì đây tôi đang xin tầm chúng nó qua bển coi, tôi gạo lứt nè, trà 3 năm nè, tất cả món gì nước tương tamari, tất cả những gì tôi đều là đi vào một cái giai đoạn đó. Mình ăn tất cả những rau sạch tôi ha. Ăn rau sạch bể này.